Xin chào các bạn, HP Victus 16 chắc chắn là cái tên hot nhất trong những ngày gần đây ở phân khúc laptop gaming phổ thông. Với một thiết kế hoàn toàn mới, cùng kích thước màn hình là 16,1 inch, một thiết kế đang dần trở thành xu hướng của những chiếc laptop gaming mới ra mắt. Và mình cũng đã có em nào ở đây rồi, thậm chí có tới 3 em nhé. Cả 3 đều sử dụng CPU AMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB và ổ cứng SSD 512GB. Điểm khác biệt là về card đồ họa rời. Đây sẽ là phiên bản dùng GTX 1650, RTX 3050 và 3050 Ti. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test và so sánh hiệu năng chi tiết của 3 phiên bản này cho các bạn nhé. Ok, bắt đầu thôi. Ok, trên cả 3 phiên bản thì mình đều sẽ chỉnh lên chế độ Performance và tốc độ quạt tối đa để có thể có được hiệu năng mạnh nhất. Đầu tiên thì mình sẽ chấm qua với hai phần mềm benchmark là Cinebench R23 và 3D Max. Ở Cinebench thì chủ yếu sẽ là test về CPU, vậy nên điểm số sẽ không chênh nhau nhiều các bạn nhé. Tuy nhiên, phiên bản RTX 3050 Ti vẫn cho ra điểm số cao nhất. Sự khác biệt sẽ nằm ở phần test 3D Max, nhất là giữa phiên bản GTX 1650 và 3050. Còn giữa phiên bản 3050 và 3050 Ti sẽ không chênh nhau nhiều các bạn nhé, chỉ vài trăm điểm mà thôi. Cùng mình chuyển sang phần test game thực tế để xem là các hãng tối ưu như thế nào. Đầu tiên sẽ là tựa game Naraka: Bladepoint. Trên cả 3 máy thì mình đều sẽ để thông số độ phân giải là Full HD, không giới hạn khung hình và đồ họa sẽ ở mức trung. Với phiên bản GTX 1650 thì khi mới vào game, lúc đốt đồ, FPS sẽ dao động loanh quanh khoảng từ 5x cho tới 7x. Sau đó khi vào combat thì FPS sẽ thường xuyên ở mức 4x và 5x. Tất nhiên là các bạn có thể hạ đồ họa xuống để có được mức FPS cao hơn. Còn khi mình test ở mức trung thì Vega sẽ chạy gần như là hết công suất, thường xuyên ở mức 99%. Với phiên bản RTX 3050 thì ở đầu game FPS sẽ dao động loanh quanh từ 8x cho tới 9x, thi thoảng nhảy lên trên 100. Còn khi combat thì FPS sẽ dao động loanh quanh khoảng 7x và 8x. Vega sẽ hoạt động từ 70 cho tới 95%. Với phiên bản RTX 3050 Ti, FPS ở đầu game cũng sẽ dao động từ khoảng 8x cho tới 9x. Khi combat thì có lúc sẽ bị tụt xuống khoảng 6x, nhưng mà các bạn cần lưu ý là Vega chạy rất ít, chỉ khoảng 45 cho tới 60% mà thôi. Có vẻ tựa game này vẫn còn rất mới, vậy nên vẫn chưa tối ưu tốt cho các dòng Vega Ti chăng? Chuyển sang tựa game thứ hai là CS:GO. Tất nhiên là ở trên cả 3 máy thì mình đều sẽ để làm max setting độ phân giải Full HD. Với phiên bản 1650 thì khi giao tranh, FPS sẽ dao động loanh quanh khoảng 130 cho tới 160. VGA chạy gần như tối đa ở mức 98%. Với phiên bản RTX 3050 thì FPS sẽ cao hơn một chút, ở khoảng 145 cho tới 180. VGA chạy ở mức 9x%, chưa phải là hết công suất. Ở phiên bản cao nhất RTX 3050 Ti thì FPS sẽ dao động từ 145 cho tới 200. Tuy nhiên, thường xuyên ở mức trên 170 nhé. Vega chạy ở mức 8x cho tới 9x%. Cùng đến với tựa game thứ 3 là Shadow of Tomb Raider. Cả 3 phiên bản thì mình đều sẽ để độ phân giải là Full HD, đồ họa ở mức Medium. FPS trung bình ở phiên bản 1650 sẽ là 59, 3050 là 81 và 3050 Ti sẽ là 90. Cụ thể FPS thấp nhất và cao nhất các bạn có thể quan sát trên màn hình nhé. Ok, giải trí là như vậy. Mình cũng có thử qua trên cả 3 phiên bản với phần mềm Adobe Premiere Pro. Mình có edit một dự án Full HD được quay từ máy quay Sony A73 60fps. Khi view ở chế độ 1/2 thì cả 3 máy đều rất là ok, mượt mà. Trong dự án này thì mình cắt ghép rất nhiều video, chỉnh speed, chỉnh màu và thêm text. Tổng độ dài của dự án sẽ là khoảng 8 phút 15 giây. Khi mình render ra định dạng H264, chất lượng là mát suộc hay bitrate thì cả 3 phiên bản đều sẽ mất khoảng trên 5 phút một chút. Ok, vừa rồi là hiệu năng của HP Victus 16 phiên bản CPU AMD Ryzen 5 5600H, GTX 1650, RTX 3050 và 3050 Ti. Vậy thì các bạn thích phiên bản nào nhất? Các bạn sẽ mua phiên bản nào? Đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé. Mình xin hẹn các bạn ở một video gần nhất. Mình sẽ review chi tiết về mẫu laptop HP Victus 16 này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ nhé. Link mua sản phẩm thì mình sẽ để phần mô tả cho các bạn quan tâm. Giờ xin chào. Bye.